Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Bán Nguyệt Sang Công Giáo Italia số tháng 3 năm 1993 có đăng tải bài viết về tấm gương hy sinh của một người mẹ trẻ tên là Carla Levati. Khi mang thai đứa con thứ hai, chị Carla được bác sĩ cho biết bị viêm cột sống. Nếu chữa trị chứng viêm cột sống này mà không bỏ bào thai, có thể nguy hại đến tính mạng của chị. Với sự đồng ý của chồng, chị Carla chấp nhận chịu đau khổ. Nếu cần, chị cũng chấp nhận hy sinh mạng sống nếu con chị được ra đời. Sau cùng, con chị được sinh ra. Còn chị vì quá đau đớn và đuối sức đã qua đời 8 giờ đồng hồ sau khi sinh con, vào ngày 26 tháng 1 năm 1993. Chị Carla đã không ích kỷ, không tham sống sợ chết đến nỗi giết con để bảo toàn mạng sống của mình. Chị không đòi con chị phải chết để chị được sống. Chị không đòi con phải đền thay mạng sống cho chị, nhưng là chính chị đền mạng sống cho con. Chị đã không làm điều mà y khoa sẵn sàng làm một cách độc ác, đó là giết chết thai nhi, giết chết chính dòng máu thiêng liêng bắt nguồn từ dòng máu của chị. Chị đã không để người ta giết chết một sinh linh bé nhỏ vô phương tự vệ là con của chị. Chị đã hy sinh mạng sống mình vì con mà chị chưa bao giờ thấy mặt. Sự hy sinh của chị quá cao đẹp mà tất cả báo chí công giáo đều ca ngợi. Nghĩa cử hy sinh cao đẹp của chị Carla bởi đâu mà có, nếu không do chính đức tin mà chị đã cưu mang mấy chục năm trời. Bởi chỉ trong đức tin chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa cao đẹp của sự hy sinh. Chỉ trong đức tin, đau khổ mới bày tỏ hết ý nghĩa của tình yêu, của sự hiến dâng. Chúa Kitô đã hiến dâng đời mình cho trần gian. Bằng khổ hình thập giá, Chúa dạy chúng ta đến tận cùng của bài học yêu thương. Bằng khổ hình thập giá, sự hy sinh cao cả của Thiên Chúa làm người dạy chúng ta hãy kết hợp với thập giá của Đức Kitô mà hy sinh cho nhau. Chỉ trong sự hy sinh và hiến dâng như Chúa, đau khổ mới trở thành niềm vui, và niềm vui ấy mới hóa nên vĩnh cửu, không ai lấy mất được. Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Chúa Kitô hiến dâng chính mình cho chúng ta. Ý nghĩa cao đẹp của sự hiến dâng ấy đã được không biết bao nhiêu anh chị em trong hội thánh noi theo. Sự hy sinh của chị Carla bên trên chỉ là một tấm gương vô vàn, những tấm gương hy sinh trong nhân loại qua mọi thời đại. Tấm gương hiến dâng chính mình của Chúa, của chị Carla và của biết bao anh chị em là bài học cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng biết hy sinh cho nhau, cho tất cả những ai cần đến sự hy sinh của chúng ta. Ta có thể hy sinh thời gian, hy sinh sức khỏe, hy sinh cả con người của mình vì lợi ích chung và vì anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa
để chúng con sống cho tất cả những ai cần đến chúng con. Xin cho chúng con thấy Chúa giữa đời, nơi môi trường chúng con đang sống, để chúng con biết rằng phục vụ anh chị em là phục vụ chính Chúa. Amen.